Mình vẽ lại viền, sau đó mình sẽ kẻ đường thẳng qua. Rồi, sau đó mình cắt ra nhé. Tiếp tục cắt. Đây mình còn một chút xíu nữa là xong rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần biểu màu vàng này nhé. Mình cắt một cái dải. Cắt một dải màu có độ rộng 1 cm trước này. Mình vẽ vào rồi mình cắt ra nhé. Rồi sau đó mình cắt ra. Đây mình đặt kéo theo đúng cái đường đã vẽ là được. Xong. Cái phần này thì mình có thể là mình cắt một chút cái đường uốn lượn, mình tạo hình cho nó xinh hơn cũng được nhá. Đây, ví dụ mình sẽ cắt những cái đường uốn lượn như thế này. Mình tạo hình cho nó nhá. Đấy, mọi người nhìn không? Xinh hơn rất là nhiều. Mình tiếp tục mình cắt đường uốn lượn ở dưới. Tiếp tục cắt ra này. Đây, bây giờ mình sẽ dán cái phần này vào nhé. Dán vào. Mình trang trí cho cái túi trứng của mình. Mình gập lại một chút cho nó sắc nét hơn này. Sau đó mình sẽ dán phần túi trứng vào. Mình cho keo vào một cái đường này. Và mình sẽ áp cái dải màu ấy lên. Áp cái dải màu đỏ ấy. Đây mình áp lên nhé. Rồi. Sau đó mình tiếp tục mình dán cái dải còn lại lên nhé. Tiếp tục dán vào. Mình dùng tay mình giữ cho nó dính thật là chắc. Rồi mình sẽ tiếp tục mình bôi keo vào nhé. Rồi sau đó mình lại áp cái dải này lên. Rồi. Sau đó thì mình sẽ dán cái phần này vào. Mình sẽ bôi keo vào. Bôi keo vào như này. Mọi người bôi keo vào phần viền. Đây mình tiếp tục bôi keo vào phần viền. Và mình sẽ áp cái mảnh còn lại lên. Rồi. Sau khi làm xong thì cái túi của mình nó sẽ đứng được như này nha mọi người. Nó dựng đứng được. Đó. Mình giật bớt những phần keo dư dính như này đi cho đẹp nhé. Rồi bây giờ mình sẽ dán cái phần này lên mình trang trí này. Trang trí cho chiếc túi của mình. Mình bôi keo vào. Thì mình áp lên nhé. Mình áp lên. Sau đó mình sẽ dán phần quay túi. Quay túi mình có chuẩn bị cái màu vàng này từ đầu ấy. Mình bôi keo và mình dán lên là được nhá. Dán vào này. Mình tiếp tục mình dán phần bên này. Mình áp vào. Rồi, mình sẽ được một cái phần quay sách như thế này nhé các bạn. Rất là xinh.
Đây là thành phẩm mình làm xong này, mình sẽ có được một chiếc túi trứng rất là đơn giản nhưng mà dễ thương như thế này. Mọi người có thể cho đồ vào nhé. Đây mình cho đồ vào, mình này, bút này, kéo nhé, kéo nặng nhé. Cho vào vô tư nhé các bạn. Tại vì mình dùng cái bìa màu để mình làm ấy nên là nó rất là chắc chắn luôn. Mọi người cho được rất là nhiều đồ vào đây nhé. À, mọi người có thể làm cái túi này cho các bé đựng đồ chơi này, những cái đồ lặt vặt mang đi chơi. Rất là dễ thương. Thì đây là cách mình gợi ý mọi người làm một chiếc túi trứng đơn giản. Các bạn có thể tham khảo cách làm của mình để có thể tạo ra được những chiếc túi xinh xắn giống như thế này nhé. Chúc các bạn thành công nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.